ngẹn ngào giây phút đưa phi công Trần Quang Khải lên đất liền. Thưa quý vị, rất đông cán bộ, chiến sĩ, đồng đội và người dân đứng trên bờ đón phi công Trần Quang Khải trở về đất liền. Trên mặt ai cũng trĩu buồn, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Đúng 4 giờ 5 phút hôm nay, ngày 18 tháng 6, chiếc tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu PP061901 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cập cảng Hải đội 2, cửa hội thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải, 43 tuổi, quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang lên bờ. Khi sắp cập cảng, con tàu cứu nạn từ từ tiến vào cầu cảng Hải đội 2 và kéo, hú từng hồi còi. Rất đông cán bộ, chiến sĩ, đồng đội và rất đông người dân đứng trên bờ đón anh trở về đất liền. Trên mặt ai cũng trĩu buồn, nhiều người khóc, đưa tay lên quẹt nước mắt. Do lúc này thủy triều đang rút cạn nên tàu rất khó cập cầu cảng nên phải neo đậu trên sông Lam. Lực lượng biên phòng phải đưa cano ra chở thi thể vào cầu cảng Hải đội 2. Lực lượng phòng không, không quân, hải quân, biên phòng đứng nghiêm hai hàng cầu cảng đón thi thể thượng tá phi công Khải trở về. Ngay sau khi đồng đội đưa thi thể thượng tá phi công Khải lên bờ đã lập bàn thờ để mọi người dâng hương. Đồng đội đã đưa thi thể anh lên xe cứu thương chở về nhà tang lễ bệnh viện quân y 4, quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết. Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, trong hôm nay, sau khi làm thủ tục cần thiết, thi thể thượng tá phi công Khải sẽ được chuyển ra nhà tang lễ Bộ Quốc phòng làm lễ truy điệu. Chiếc dù cùng với bộ quần áo phi công của thượng tá phi công Khải cũng được đưa vào bờ. Nhiều đồng đội và người dân đứng đón, rưng rưng bên cửa hội. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 6, tàu cá của ngư dân Đậu Văn Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc và các ngư dân trên tàu phát hiện thi thể thượng tá phi công Khải cuộn trong dù tại tọa độ 19,02 độ Vĩ Bắc, 106,28 độ Kinh Đông, cách Đông Đông Nam, đảo Hoàng Mê, Thanh Hóa khoảng 33 hải lý. Trên người thượng tá phi công Khải đang mặc bộ quân phục phi công màu vàng, có bản tên trên áo Trần Quang Khải. Ngay lúc đó, ông Kính cùng các ngư dân trên tàu đã báo sự việc về đất liền, sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đặt tại trung tâm điều dưỡng chính sách quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò. Nhận được tin báo trên, mọi người đều rưng rưng. Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn liền điều tàu PP061901 đến hiện trường tìm vớt thi thể anh Khải. Do trời đang tối và sóng mạnh, công tác tiếp cận vị trí nêu trên gặp khó khăn. Trong đêm 17 và rạng sáng 18 tháng 6, tại khu vực biển Nghệ An, thời điểm này thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, biển động dữ dội nên tàu đưa thi thể vào bờ gặp khó khăn. Trước đó, sáng ngày 14 tháng 6, máy bay Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không Không quân do Thượng tá Khải, phi công cấp 1 tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, phó phi đội trưởng phi đội 1 Trung đoàn 923 điều khiển thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách đông bắc bờ biển Nghệ An khoảng 40 km khi gặp nạn mất liên lạc. Đến ngày 15 tháng 6, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ, Hà Tĩnh đã tìm thấy và cứu sống thiếu tá phi công Cường. Ngay lập tức, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu ra biển, tiếp cận tàu cá để đưa thiếu tá Cường an toàn trở về. Những ngày qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động hơn 150 tàu, tàu quân sự, cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân và hàng chục lượt máy bay với hàng ngàn người tìm kiếm thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30. Trong lúc tổ chức tìm kiếm cứu nạn, thượng tá phi công Khải và chiếc máy bay bị nạn Su-30 thì 12 giờ 30 ngày 16 tháng 6, máy bay tuần thám CASA 212-8983 chở 9 người gặp nạn cách Tây Nam đảo Bạc Long Vĩ, Hải Phòng khoảng 44 hải lý. 5 máy bay, hàng trăm tàu, hơn 1.000 người tìm kiếm phi công Khải.
Đến chiều tối ngày 15 tháng 6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn túc trực tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đóng tại hội trường đoàn điều dưỡng quân khu 4 thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để chỉ đạo việc tìm kiếm chiếc Su-30 mất tích và thượng tá phi công Trần Quang Khải. Đến tối cùng ngày, có hơn 80 tàu cá của ngư dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, gần 20 tàu quân sự của biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển và 5 máy bay vẫn đang quần thảo ngoài biển. Trên mỗi tàu cá, ngoài các ngư dân còn có một cán bộ biên phòng, một chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm. Trước đó, ngay sau khi được cứu đưa vào đất liền, thượng tá phi công Nguyễn Hữu Cường nhanh chóng gặp ban chỉ huy thông tin diễn biến vụ rơi máy bay để sở chỉ huy có thêm dữ liệu xác định địa điểm cụ thể chiếc Su-30 gặp nạn, đồng thời đưa ra các phương hướng tìm kiếm người đồng đội còn mất tích. Trên đường được đưa vào đất liền qua điện thoại, thiếu tá Cường thông tin cho báo chí. Lúc máy bay đang cách mục tiêu 15 km, anh bỗng nghe một tiếng nổ từ trong buồng lái. Ngay lập tức, anh và phi công Khải bung dù bay cách nhau vài km. Lúc rơi xuống biển, anh và phi công Khải rơi cách nhau khoảng 6 km, anh rơi ở gần bờ hơn. Ngay sau khi được ngư dân cứu vớt lên bờ, anh đã gọi điện thoại cho vợ, đồng thời gọi điện thoại báo về ngay đơn vị là anh còn sống. Vị trí tàu cá phát hiện phi công Cường ở tọa độ 19,4 độ Vĩ Bắc và 106,28 độ Kinh Đông. Theo ông Nguyễn Công Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, vị trí phát hiện phi công Cường cách đảo Mắt khoảng 70 km về phía Đông Bắc và bờ biển thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An khoảng 68 km. Với các dữ liệu thu thập cùng với thông tin mà phi công Cường cung cấp, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm mà phi công Trần Quang Khải có khả năng đang trôi giạt. Ngoài khu vực máy bay rơi, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang mở rộng phạm vi với số người tham gia lên đến hàng ngàn người. Hạ nguồn sông Lam giáp danh thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nơi khả năng phi công trôi giạt đến rất nhỏ, nhưng trực thăng cứu nạn cũng quần đảo kỹ lưỡng để tìm kiếm. Theo Thượng tướng Tuấn, hiện việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng ra hai bên tọa độ 19,4 độ Vĩ Bắc và 106,28 độ Kinh Đông. Đây là tọa độ mà tàu cá đã phát hiện và cứu được phi công Cường vào rạng sáng nay. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VAMT đã mang thiết bị dò tìm hộp đen thế hệ mới của Mỹ đến khu vực để thu nhận tín hiệu của hộp đen chiếc máy bay bị nạn. Thiết bị này thu được tín hiệu ở khoảng cách 750 m định hướng trên mặt nước và 1 km định hướng dành cho thợ lặn. Đây là hệ thống tìm kiếm hộp đen dùng cho việc tìm kiếm cứu nạn và ứng phó khẩn nguy hàng không mà VAMT trang bị theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Như chúng tôi đã thông tin, vào lúc 7 giờ 29 phút ngày 14 tháng 6, chiếc Su-30 MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Khi bay đến đảo Mắt cách thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khoảng 40 km và cách sân bay Sao Vàng khoảng 200 km thì bị mất liên lạc. Trên máy bay có hai phi công là Thượng tá Khải và Thiếu tá Cường, cả hai phi công cùng quê Bắc Giang và là phi công dày dặn kinh nghiệm. Ngay sau khi chiếc máy bay bị nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc. Trở về.